Trong khi người làm việc trong cơ quan nhà nước còn phải đợi đến hết thứ tư tuần tới mới được nghỉ Tết thì nhiều người lao động tự do hoặc là trong lĩnh vực tư nhân thì bắt đầu nghỉ Tết từ ngày hôm qua rồi chị Phương Anh ạ. Và vào sáng sớm nay mùng 3 tháng 2 thì nhiều người dân làm việc, học tập ở thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu hành trình ngược ra miền Trung để về quê ăn Tết. Và do lượng người quá đông đổ dồn cùng lúc đã khiến cho đầu ra hướng về các tỉnh miền Trung tại nút giao cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết với quốc lộ 1 ở huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài tới 20 km. Theo đó, một lái xe cho biết đã phải đứng yên trên cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, cách nút sao khoảng 20 km gần 1 giờ đồng hồ. Xe phải nhích từng chút một trên cao tốc hướng đến nút giao để về miền Trung. Theo một cán bộ cảnh sát giao thông tỉnh Bình Thuận, từ sáng sớm cùng ngày, lượng xe di chuyển trên cao tốc hướng từ dầu dây ra là rất lớn để về các tỉnh miền Trung dịp nghỉ Tết. Khi chạy hết trên cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết thì tài xế bắt buộc phải nhập làn và đường dẫn ra quốc lộ 1 nên tạo nên tình trạng thắt cổ chai tại đây xe trước chạy chậm, kéo theo xe phía sau cũng chậm dần rồi ùn ứ kéo dài. Chạy ra hết đường dẫn khoảng 2 km thì tài xế gặp chốt đèn xanh đèn đỏ với quốc lộ 1 nên tiếp tục phải dừng. Vâng, nhiều người thì cũng phản ánh thì đã phải đợi đến cả tiếng đồng hồ nhưng mà xe chỉ nhích được khoảng 1 km mà thôi. Và đến chiều ngày 3 tháng 2 thì đại diện của cảnh sát giao thông cho biết là lượng xe từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Trung thì vẫn còn rất đông. Tuy nhiên, thì các phương tiện cũng đã lưu thông được bình thường và không còn cảnh ủn tắc kéo dài như lúc sáng. Nhiều khả năng tình trạng ủn tắc cục bộ tại các tuyến cửa ngõ sẽ lại tái diễn trong những ngày từ nay cho tới 28-29 Tết.